Thưa anh chị em, hôm nay là thứ sáu đầu tháng, nhưng cũng là ngày lễ Thánh Thomas Tông Đồ. Thành thử ra anh chị em thấy tôi và các cha dâng thánh lễ mặc áo màu đỏ. Và bài tin mừng mà chúng ta nghe ngày hôm nay là bài tin mừng trong lễ Thánh Thomas Tông Đồ. Trong đó Thánh Gioan kể lại là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì người hiện đến với các tông đồ. Và khi người hiện đến thì người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Tôi mới nhận được thư của một giáo dân gửi cho tôi viết thế này: Thưa Đức Cha, từ khoảng những năm 2000 đến nay, con thấy có nhiều ảnh tượng Chúa Giêsu chịu nạn, Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá, có vết thương cạnh sườn ở phía bên trái và cả ở phía bên phải nữa. Thế thì bên nào là đúng? Rồi lá thư viết tiếp: Con có cơ hội đi thăm một số nhà thờ lớn ở ngoài Bắc và khá nhiều nhà thờ trong giáo phận của con, thì con thấy rằng những tượng Chúa chịu nạn có từ những năm 1990 trở về trước, thì vết thương cạnh sườn ở phía bên phải. Còn từ những năm 2000 trở về đây thì vết thương ở phía bên trái. Trong thánh lễ vọng phục sinh vừa qua, con có tham dự trực tuyến thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại Vatican. Con cũng thấy tượng Chúa chịu nạn có vết thương cạnh sườn ở phía bên phải. Rồi trong cuốn phim Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu thì tên lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn phía bên phải. Thế thì bên nào là đúng? Bên phải hay bên trái? Các con trả lời cho cha nghe coi. Bên phải hay bên trái? Ai nói bên trái giơ tay cho coi. Ai nói bên phải giơ tay cho coi. Không có bên giữa nha. Rồi, cảm ơn các con, cảm ơn các con. Bây giờ mình nhìn lên cái tượng ở trước mặt này. Tượng lòng thương xót của Chúa này. Thế thì ở bên nào? Trái tim bên nào? Mà nếu nhìn kỹ ở trên cây thập giá đó, thì vết thương cạnh sườn Chúa bên nào? À, bên phải. Thế như vậy là bên phải, bên trái là đúng hết à? Phải không? Vậy rồi bây giờ cha phải trả lời cho người viết thư này làm sao đây? Bên phải hay bên trái? Kinh Thánh chỉ nói đơn giản thế này khi kể lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Vào những giây phút cuối cùng thì Thánh Gioan chỉ kể đơn sơ thế này: một người lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kinh Thánh không nói là bên phải, Kinh Thánh cũng không nói là bên trái, chỉ nói là đâm vào cạnh sườn. Thế thì tại sao có tượng thì ở bên phải mà có tượng thì lại ở bên trái? Ở bên trái là bởi vì theo suy luận thông thường, trái tim của các con nằm ở bên nào? Nằm ở bên trái.
Và khi người lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu thì có máu và nước chảy ra. Bởi vì lúc đó Chúa mới tắt thở thôi. Và cũng có thể là người lính đó muốn cho ăn chắc, cho nên ông cầm đồng, ông đâm vào cạnh sườn thấu tới trái tim. Dù chưa chết thì cũng chết thôi, sao mà sống nổi. Cho nên theo suy luận thông thường thì là ở phía bên trái, giống như tượng lòng Chúa thương xót này. Thế thì tại sao lại có nhiều tượng làm cạnh sườn bị đâm thấu của Chúa ở bên tay phải? Là bởi vì các con biết không? Các tượng Chúa chịu nạn, Chúa chịu chết trên thánh giá, đó là những tượng nghệ thuật. Và trong các tác phẩm nghệ thuật thì người ta không chỉ mô tả đúng y như điều đã xảy ra, giống như là khi mà mình chụp hình, chụp ảnh vậy đó. Không hẳn là như vậy. Mà khi người ta vẽ một bức tranh, người ta làm một tác phẩm nghệ thuật, người ta còn muốn gói ghém vào đó một ý nghĩa, một nội dung muốn truyền tải đến cho người xem. Thế thì người ta có thể vẽ hoặc là tạc tượng Chúa chịu nạn mà Chúa bị đâm vào cạnh sườn phía bên phải là có những lý do. Ở trong Kinh Thánh rất nhiều lần phía bên phải được coi là phía tích cực, tốt lành, còn phía bên trái bị coi là tiêu cực, là không tốt. Chẳng hạn, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá có một mình hay là chung với nhiều người khác? Trên đồi Canvê có mấy cây thập giá? Có ba, các con biết hết rồi. Có hai anh ăn trộm nữa. Nhưng mà anh ăn trộm nào được gọi là trộm lành? Ở bên phải hay bên trái? Ở bên phải. Khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ngày phán xét chung trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đó, thì vào ngày phán xét chung, Chúa sẽ tách biệt chiên ra khỏi dê. Chiên thì ở bên phải, dê thì ở bên trái. Cho nên trong Kinh Thánh nhiều lần ở phía bên phải diễn tả cái điều gì đó tích cực, tốt lành, mà phía bên trái thì nó nói đến điều tiêu cực, không tốt. Thế rồi, người Công giáo chúng ta tin là chúng ta được Chúa cứu chuộc nhờ máu của Chúa đổ ra trên thánh giá. Mà phía bên phải là phía tốt lành, cho nên là máu Chúa đổ ra từ trái tim Chúa thì phía bên phải chứ. Và nhờ đó mình được cứu chuộc mà. Cho nên người ta làm những cái bức tượng Chúa chịu nạn, Chúa chịu chết mà cạnh sườn bị đâm thâu là phía bên phải, là để muốn diễn tả cái ý nghĩa đó. Chứ còn chính Kinh Thánh, chính Thánh Gioan thì Ngài chỉ kể một cách rất đơn giản là một người lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn Chúa, tức thì máu, nước chảy ra. Thế bây giờ chúng ta hiểu như thế, thì đặt thêm một câu hỏi nữa là vậy thì tại sao Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vinh quang như vậy mà Ngài lại còn cứ muốn cho các môn đệ xem tay có dấu đinh, rồi xem cạnh sườn bị lưỡi đồng đâm thâu? Tại sao vậy? Sao Chúa không hiện ra một cách vinh quang sáng láng mà Chúa hiện ra với các môn đệ, Chúa lại cho xem tay và cạnh sườn, dấu đinh và lưỡi đồng đâm thâu? Thì dĩ nhiên là các con đã nghe nhiều cha giải thích rồi đó. Bởi vì nhiều học giả Kinh Thánh nói rằng
Chúa Giêsu cho xem tay và cạnh sườn để các ông chắc chắn rằng đấng chịu đóng đinh trên thánh giá và đấng đã sống lại đang đứng giữa các ông chỉ là một. Không phải một ông Giêsu khác, không phải một người nào khác, mà là chính đấng chết trên thánh giá. Bây giờ người đang sống lại và ở giữa các ông. Dĩ nhiên điều đó là đúng rồi. Nhưng không chỉ có thế đâu. Chúa cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn để qua dấu đinh đó, qua vết thương ở cạnh sườn đó, Chúa bày tỏ tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúa mang những cái thương tích đó không phải là vì tội lỗi của Chúa, mà là vì tội lỗi của chúng ta. Và nhờ những thương tích của Chúa mà chúng ta được chữa lành. Cho nên Chúa cho xem tay và cạnh sườn, cho xem dấu đinh và vết thương ở cạnh sườn là để bày tỏ tình yêu và lòng thương xót rất cụ thể của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Thánh Thomas tông đồ ngài cảm nghiệm được cái lòng thương xót đó. Cho nên trước kia ngài là một người cứng lòng tin lắm. Các tông đồ khác kể cho ngài nghe chuyện là Chúa đã sống lại rồi hiện đến với tất cả anh em, ngài vẫn nhất định không tin. Bao giờ là tôi phải đưa ngón tay này vào lỗ đinh, tôi phải thọc bàn tay này vào cạnh sườn, lúc đấy tôi mới tin. Ngài cứng lòng lắm. Nhưng mà cảm nghiệm được cái lòng thương xót của Chúa, cho nên từ chỗ cứng lòng đó, ngài trở thành một người môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Không những tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa của con. Dominus Deus trong tiếng Latin, nó có nghĩa là ông chủ. Không chỉ tuyên xưng một cách lý thuyết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng mà là nhận Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình, để rồi cả cuộc đời của Thánh Thomas sống cho ông chủ đó, sống cho Chúa, đi rao giảng tin mừng của Chúa, và cuối cùng chết vì danh Chúa. Thánh Thomas trở thành tấm gương cho chúng ta, đặc biệt người trẻ cũng như các thiếu nhi. Người trẻ các con biết đấy, ngày hôm nay có biết bao nhiêu người trẻ chọn ông chủ của họ là gì? Là ma túy. Rồi mình trở thành nô lệ thôi. Ma túy nó bảo làm gì thì làm. Đi ăn cắp cũng làm, ăn cướp cũng làm. Có nhiều người trẻ khác chọn ông chủ là gì? Là tiền bạc. Trở thành nô lệ cho nó bằng mọi giá, miễn sao tao có tiền. Gian dối cũng được, lừa đảo cũng được. Nhiều người trẻ khác thì lại lấy khoái lạc làm ông chủ của mình, nô lệ cho nó. Nó bảo làm cái gì thì làm cái đó. Còn các con như Thánh Thomas, các con được mời gọi để chọn Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Sinh hoạt của các thiếu nhi, các lớp giáo lý ở các giáo xứ, tất cả là đều nhằm mục đích đó, để các con thực sự chọn Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình. Các con đi học giáo lý, học lời Chúa để biết Chúa dạy mình phải sống như thế nào. Mình phải cư xử với mọi người ra làm sao. Và mình có thể giới thiệu Chúa cho mọi người khác ra làm sao. Và khi chúng ta chọn Chúa làm chủ cuộc đời của mình và sống như ý Chúa muốn, như lời Chúa kêu gọi, thì chắc chắn cuộc sống đó sẽ đem lại cho cuộc đời của mình một ý nghĩa phong phú. Không phải là không có khó khăn, không phải là không có thử thách,
nhưng mà cũng có một cái ý nghĩa phong phú ngay từ bây giờ và đời sống bình an, hạnh phúc, vững bền, lâu dài sau này. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho nhau để chiêm ngắm Thánh Tôma Tông Đồ như một mẫu gương, cho dù có những lúc cứng lòng tin như thế, nhưng nhờ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa mà biến đổi đời sống của mình để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, thành người Kitô hữu mà Chúa mong muốn. Amen.